Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, theo quy định của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa sẽ phải loại bỏ chi phí quảng cáo ra khỏi giá thành các sản phẩm sữa dưới 2 tuổi. Thế nhưng tại một số cửa hàng sữa, ngày 20 tháng 4, ngày đầu tiên giá sữa cho trẻ dưới 2 tuổi chính thức giảm, thì giá sữa vẫn không giảm. Theo quy định của Bộ Tài chính, sau khi loại bỏ chi phí quảng cáo sữa cho trẻ em dưới 2 tuổi, giá sữa sẽ giảm từ 0,4 đến 4% so với mức đang áp dụng. Thông tin này đã khiến nhiều người tiêu dùng khá hào hứng. Tôi cũng nghe nói trên TV rồi, thì tôi thấy hợp lý. Bởi vì thực ra là cái so với giá sữa ở Việt Nam thì so với mấy nước này nó hơi cao. Không nhận được thông báo giảm giá sữa, cũng chưa có chính sách kê khai lại giá và bù giá với các đại lý, nên giá sữa vẫn đang được giữ nguyên. Mức giảm 0,4 đến 4% vẫn chưa được tính trong những bảng giá này. Một hộp XO là mình mua là 500.000, bây giờ nó còn 470.000 mà mình đi mua 480.000 thì mình thấy cho đấy là đắt. Thì mình mới biết được. Như người dân đi mua thì chỉ so sánh giữa hàng nọ với hàng kia. Trước đó, đại diện cơ quan quản lý tuyên bố sẽ tiếp tục kiểm soát các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 2 tuổi, đặc biệt là với 50 dòng sản phẩm đã kê khai giá. Chúng tôi thường xuyên rà soát các cái mặt hàng đối với cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi. Ngoài 50 sản phẩm, nếu như có dòng sản phẩm nào mới thì chúng tôi cũng rà soát rất chặt chẽ để xác định cái giá tối đa theo cái quy định của nghị định 100 cũng như là nghị quyết của chính phủ về thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa trẻ em dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, đó là chuyện kê khai giá của các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Còn hiện tại, khi mà các đại lý vẫn chưa nhận được thông báo điều chỉnh giá, thì người tiêu dùng vẫn đang phải chờ để được mua sữa với giá rẻ hơn.